Allah nam rep to bruwa tam chi yo rong tu ton ku pran tu to lam lagar ge pe jet bar rpo char ton ku tam bruwa tam chi yo rong tu ma kha u lao jet bar bolo ba pata pen tap lo jat drem pal ro pana ton ku tam ani tam phan bruwa lo chi tu brai net dong chao lang bol ka kan tam rai kis chi nao chi to ge son yo go tam lam dong tiếc ghé khả ụ tâm chi dâu rộng tù đơn ngăn tầm lạc gà. Ở hiệp tú bờ bì khánh, rồi bó tâm chi dâu rộng tù chanh ngôi trồng tầm lất xa bì khánh hai tò. Dòng dầu cao sẵn chanh ngôi trồng tầm rít tông hiệu bình há bì ở hoàn chớ tú tầng ngày. Cập năm hiệu bình há bì rộng pe chất bram hộp tù kép rẻ, mờ ghé chất bram kém tù. Bà năm rịp tò kém tù ghé ruột giá cớ bớ bà hiang tút bà hiang bà chất vô đồng tầm thủ ký. Tờ nợ ta chắc khả ghé rẻ bà hiang triệu đồng. Giống dâu F7 năng suất của nó là tăng gấp gọi là gấp 3 đến gấp 4 so với cả cái giống dâu cũ. Trồng dâu F4 ghé bớp bè tốt quan tớ bên rầm mà trồng dâu bên rầm mà cà phê rồng tu gờ gỡ lọc. Thế nuôi trên một xào cà phê. Đốt xào cà phê ghé chất triệu đồng mà tầm tú rồng tu thớ tu ghé chất triệu đồng tham tớ ghen hè ghé trồn. Thì còn ví dụ còn 8 đứa sau thì mình đã có dư rồi chị. Bal mở bro hát tầm gần, nàng tâm chi dòng dầu cao sẵn, ấn ít tầm phan trà lâm đồng, lỡ chất, tầm gần bro hát rộng tù. Tắp tù rất kế rộng thân tầm chất bà rạm mây, tầm á lá ấn ít rộng tầm gùm. Hiu sân tầm tập rộng bớ ngày chất bè, tầm gần bà ta rộng bớ tắp tù bè lại tầng ngày. Bớ bè hớ ở hoàn cái tiệp cọp, mở ghé rớ tù bột rài. Tù hộp tù cần hai tổ ghé pram chất pram tút chất pram ký, kén, mờ ghép bớ bạc chất tuyết quan chất rộng. Cần hai tổ bớ bỏ rộng tổ gồm quan mờ tốt tăng ngày sinh học lớp bỏ gờ ghép kén gú rớ ngành. Bên rầm mờ lai khả kén gờ gú mờ pram tớ. Tỉnh Lâm Đồng là chiếm tỷ lệ là 82% về mặt diện tích toàn quốc. Ít Lâm Đồng ghép hàm chất bạc bản hiện ủ tâm chỉ dầu mở bó chất bạc bản hiện khả lớ chi tơ lụa. Mở bạc gó tôi là chi tâm chánh ngôi trồng tầm rít quan năm tân mở giá tách bài gơ lít cất bản ngăn. Chất bạc ta rừng tắp tức năm bạc chất bè khả ủ tâm dầu tầm trả Lâm Đồng ghé chất bộ lộ. Dù sao ủ tâm chỉ dầu rong tu chánh ghép rẻ tụi hàng hàm chất triệu đồng tầm kiểu năm.